Và mặt ván như em làm là mặt ván liền nguyên một tấm. Mặt ván liền nguyên một tấm, dày là 1,5 phân và khuôn tranh của nó là 2,8 phân mọi người nhé. Với một phòng khách đẹp thì không thể thiếu được một bộ nội thất đẹp, đúng không các bác? Thì ngày hôm nay thì xưởng chúng em xin trân trọng giới thiệu mọi người một combo sản phẩm bên cơ sở nhà em thì mới hoàn thành xong mà thôi. Và em sẽ quay sâu và đánh giá chi tiết cho tất cả mọi người cùng xem và cùng chiêm ngưỡng. Và tất cả cái bộ sản phẩm này có gì đặc biệt và có gì đẳng cấp. Thì đây chính là bộ bàn ghế Âu Á hộp. Chất liệu gỗ là gỗ mun nuôi công cực kỳ là cao cấp các bác ạ. Và hàng xó món gồm một đoàn dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Và đây chính là chiếc đoản. Và em sẽ báo giá từng món nhé, báo giá từng món để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Đấy, chiếc đoản dài này có kích thước là chiều dài là 24, rộng là 55, cao 1m1 các bác ạ. Và cái dòng gỗ mun đuôi công này là một trong những cái dòng gỗ cực kỳ là đẹp, vân cực kỳ là VIP, gỗ chắc, gỗ đanh. Đấy, gỗ rất là đanh, thế nên là không bao giờ bị mối mọt vào cong vênh các bác nhé. Đấy, vân rất đẹp luôn. Và kế bên đó chính là chiếc bàn. Bàn này nhà em làm là bàn liền nguyên một tấm các bác ạ. Mặt bàn liền nguyên một tấm, có ngăn kéo hai bên kéo ra kéo vào. Và khi mua cái bộ bàn ghế này sẽ được tặng kèm thêm kính bàn và kính đôn các bác nhé. Đấy, bàn thì có kích thước là rộng 70, dài 1m4. Một đôn kẹp bàn và một đôn ngồi. Và kế bên đó chính là hai chiếc ghế đơn. Đây, hai chiếc ghế đơn. Và dáng ghế thì cực kỳ là trường các bác ạ. Dáng ghế rất trường, rất đẹp luôn. Có kích thước là chiều dài là 86, rộng là 55, cao thì bằng với mặt đoản là 1m1 các bác ạ. Đấy, hàng bên xưởng nhà em tuyển chọn. Cây gỗ rất già luôn, vân hai mặt các bác nhé. Vân hai mặt để trơn, hai mặt để trơn. Đấy, rất là sang trọng, rất là đẳng cấp luôn. Đó. Và cái bộ bàn ghế này em báo giá riêng nhé. Bộ bàn ghế giá 26 triệu các bác ạ. Đây, bộ bàn ghế này giá 26 triệu. Và kế bên đó chính là kệ tivi. Kệ tivi đồng tiền nó ở giữa, kích thước là chiều dài 24. Đấy. Và giá bên xưởng nhà em báo luôn cho tất cả mọi người, giá 11 triệu. Hoàn thiện đầy đủ nhá. Hoàn thiện đầy đủ, vân tuyển chọn gỗ già. Tuyển chọn gỗ già. Rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Tiếp theo đó chính là mẫu đồng hồ. Đây. Chiếc mẫu đồng hồ được trang bị là máy Sunny Hàn Quốc, bảo hành cho tất cả các bác là 25 các bác nhé. Cũng là chất liệu gỗ mun đuôi công, gỗ cao cấp luôn, rất bền, rất xịn. Giá chỉ 11 triệu mà thôi. Đấy. Một combo này quá đẹp luôn. Tổng thể giá chỉ có là 48 triệu. Thì em nói thật sự rằng là giá nó rất là hợp lý, rất là đẹp, giá tại xưởng các bác ạ. Và tổng thể cái bộ sản phẩm này